Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Ô Ngon Thật. Sáng ngày hôm nay thì mình có mặt tại huyện Tân Trụ, tỉnh Long An để mà quay một cái tuyến đường rất là đẹp. Đây được xem như là tuyến đường hạnh phúc và được rất là nhiều những cái bạn trẻ check-in. Chắc là qua ống kính các bạn cũng biết được cái tuyến đường này tên gì rồi đúng không? Đây, phía sau lưng mình này là một cái tuyến đường tuy rằng không rộng, vừa đủ cho xe máy và những cái chiếc ô tô chạy thôi, nhưng mà được trồng rất là nhiều những cái cây câu. Và mình thấy hàng câu ở đây á rất là to, rất là bự, và có một cái tên gọi rất là phải nói là cao quý, đó là hàng câu vua. Nếu mà bạn nào không biết thì cứ gõ trên Google Maps hoặc là Google hàng câu vua ở Tân Trụ, Long An thì sẽ đi đến được đây. Và bây giờ mời các bạn cùng mình tham quan và chụp ảnh ở đây nha. Đây là cái tuyến đường nông thôn và chủ yếu là xe máy di chuyển vào trong này, nên là khi chúng ta về đây tham quan chụp hình thì cũng khá là tiện. Tuyến đường này theo như mình tham khảo và được biết là dài khoảng gần 2 km và trồng rất là nhiều những cái hàng câu vua như thế này. Những cái cây câu ở đây rất là to, mình thử ôm rất là to, ôm trọn luôn, to lắm và khá là cao luôn các bạn, rất là cao. Thì mình nghĩ những cái cây câu vua ở đây cao khoảng từ 5 đến 7 mét và chắc là trồng rất là lâu rồi. Theo như người dân địa phương thì hàng câu vua này có từ năm 1992 và đến nay là đã tròn 30 năm, có rất là nhiều du khách thập phương cũng như là những cái bạn trẻ họ về đây họ check in và cho ra những cái tấm ảnh rất là chiêu. Về đây thì mình thấy hàng câu này khá là mát, đi trên cái tuyến đường này thì phải nói thật sự là khá là mát luôn. Bây giờ các bạn cùng trải nghiệm đi xe máy và quay bằng GoPro nha. Phải nói thật sự là khi mà đứng đây tham quan và chụp hình thì cái cảm nhận đầu tiên của mình là hàng câu này phải nói thật sự rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn các bạn. Lên hình lung linh cực kỳ. Mình không chỉ là đến đây chụp hình chơi kỷ niệm thôi, mà mình nghĩ rằng nếu mà các bạn nào mà thích chụp hình cưới về đây chụp hình cưới, bảo đảm là tuyệt vời. Mình đâu có cần đi đâu xa đâu, nơi đây khung cảnh quê hương, hàng câu vua gắn liền với quê hương thì lên ảnh thì nó sẽ chất hơn, nó sẽ đơn giản nhưng mà nó toát lên một cái vẻ đẹp gì đó của quê hương chúng ta đúng không. Và khi mà chúng ta đi xe đạp nè, đi bộ trên cái cung đường này á thì thật sự là rất là mát mẻ, khá là mát mẻ luôn các bạn. Ngay đây những cái buổi trưa hè hay là sáng sớm hay là những cái buổi chiều tà thì phải nói thật sự là đi đi trên cái cung đường này thì rất là thơ mộng, ảo diệu. Trước đây mình có giới thiệu cho các bạn một cái tuyến đường, đó là tuyến đường thông cổ thụ ở Pleiku đúng không? Thì phải nói thật sự cái tuyến đường này cũng giống như vậy á. Thì cái tuyến đường này hai bên cũng là những cái cây câu vua rất là to, rất là bự, cao, rợp bóng mát. Và theo như mình được biết thông tin á thì ở đây có khoảng từ khoảng 300 những cái cây câu vua như thế này. Các bạn biết sao không? Huyện Tân Trụ của tỉnh Long An á, thì nằm giữa hai cái con sông, đó là Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây. Cái bài hát đó là Vàm Cỏ Đông ơi hỡi dòng sông, gắn liền với biết bao nhiêu là cuộc tình tuổi trẻ đúng không? Thì
Nơi đây á, nhờ có hai cái con sông này cho nên là được bồi đắp phù sa quanh năm. Quanh năm đất đai ở nơi đây á, nó màu mỡ và tươi tốt cực kỳ luôn. Nên là ngoài việc mình thấy bà con trồng lúa, trồng những cái loại cây hoa màu, thì bên cạnh đó là mình thấy là về đây á, thì bà con trồng rất là nhiều thanh long. Nhưng chắc có lẽ là cái mùa này á, là thanh long bà con đã thu hoạch hết rồi, đang vào cái vụ mới, nên là hầu như là không có trái. Điều rất là đáng tiếc nếu mà thanh long mà các bạn trái nó ra nhiều á, thì nó sẽ rất là đẹp, đẹp hơn nữa để không chỉ chúng ta tham quan cái đường câu mà còn tham quan những cái vườn thanh long như thế này. Một lát nữa mình sẽ bay flycam ở cái đường câu này để cho các bạn cảm nhận được cái vẻ đẹp của cái đường câu này, một cái góc nhìn mới, một cái góc nhìn ở trên cao khi mà chúng ta bay flycam nha. Cái tuyến đường này được bà con làm bê tông, được nhà nước làm bê tông rồi, nên là đi cũng khá là sạch sẽ, hội tụ nhiều cái yếu tố mà mình cảm thấy mình rất là thích khi mà về đây quay phim cũng như là chụp hình rồi bay flycam rồi ở đây. Nói chung là mình ngắm cảnh nơi đây. Từ khi mà có cái tuyến đường câu này và cái tuyến đường này được làm bê tông á, thì bà con ở đây rất là vui mừng. Theo như mình tham khảo và được biết thì bà con ở đây cực kỳ thích thú vì tự nhiên quê hương của mình được nổi tiếng. Cái khu vực này bây giờ khá là nổi tiếng, được rất là nhiều những cái du khách thập phương họ về đây, họ tham quan, họ chụp hình này kia, họ chơi. Thì giống như là quê hương của mình mà nếu mà tự nhiên có một cái địa điểm nào đó mà được nhiều người đến check in, mình cũng vui chứ, đúng không? Và mình thấy những cái câu ở đây này được nhà nước trang trí những cái đèn led, thì mình nghĩ rằng ban đêm sẽ cực kỳ đẹp luôn. Ban đêm mà lên hình thì rất là đẹp luôn á. Không biết là câu đây có hoa có trái gì không, mình không có thấy. Nhưng mà bự những cái hàng câu mà đứng sừng sững như thế này cực kỳ tuyệt vời luôn ha các bạn ha. Thật sự là có một điều rất là hối tiếc là cái flycam của mình hôm nay á bị sự cố về cái gimbal, nên là mình bay flycam không có được đẹp và cũng quay cũng không được nhiều. Một số đoạn flycam thôi. Và mình thấy nơi đây lên hình flycam rất là đẹp mà các bạn. Và cái khu vực này mình thấy bà con đang trồng lúa và lúa rất là xanh. Ngay cái góc này lên hình rất là mượt mà, rất là đẹp luôn á. Từ đây á các bạn thấy không? Nhìn qua bên kia thấy nguyên một cái hàng câu. Nguyên một cái hàng câu vua, rất là đẹp, rất là to, rất là đã. Đấy, bây giờ đi qua đây, các bạn đi qua đây ha. Thì trong những cái chuyến đi như thế này á, thì mình khuyên các bạn là nên chọn cái thời điểm gọi là buổi sáng trước 8 giờ sáng, trước 8 giờ 8 rưỡi sáng, hoặc là buổi chiều sau 4 giờ, 4, 5 giờ chiều, 5 rưỡi chiều, thì cái ánh nắng mặt trời nó sẽ dịu đi, thì những cái góc chụp như thế này nè, nó sẽ lên hình rất là dịu và cái nó mát cái tấm hình. Còn nếu mà các bạn đi vào những cái giờ trưa á, thì ánh nắng nó sẽ rất là gắt và nó làm cho tấm hình chúng ta bị cháy. Chưa kể là khi mà chúng ta đi vào buổi trưa thì chúng ta sẽ mất rất là nhiều sức, cho nên là cái khuôn mặt của chúng ta nó không có được tươi. Đấy, thì hồi sáng mình đi từ Sài Gòn rất là sớm. Đấy, các bạn thấy không? Ngay cái khúc này thì rất là đẹp luôn. Thật sự mà nói thì rất là đã. Ánh nắng bây giờ là hồi sáng giờ mình chụp hình rất là nhiều rồi, và bây giờ mình quay clip thì bây giờ gần 10 giờ rồi.
Và hy vọng qua clip này á, thì kênh Ô Ngon Thật giới thiệu cho các bạn thêm một cái địa điểm chụp hình check-in, chụp hình sống ảo, chụp hình chill, cũng như là các bạn chụp hình cưới. Thì hy vọng qua những cái clip như thế này á, thì các bạn sẽ biết thêm những cái địa điểm thú vị do kênh của mình giới thiệu. Và nếu mà các bạn thấy hay thì nhấn like và subscribe để mà ủng hộ kênh của mình càng ngày càng phát triển, và mình sẽ ra nhiều cái clip ở nhiều cái địa điểm thú vị khác. Nếu mà các bạn thấy quê hương của mình có những cái địa điểm nào thú vị mà muốn mình về quay phim, chụp hình review, thì cứ comment hoặc là inbox về hộp thư cho mình. Mình hứa sẽ đến tận nơi để mà quay phim review cho quê hương của các bạn, đồng thời là mình giới thiệu cái du lịch, cái quê hương của mình cho mọi miền đất nước, cho bạn bè thế giới biết về quê hương của mình. Chào các bạn nha.